nhìn thấy thuận lợi trong khó khăn và câu chuyện kinh doanh dài. Nhiều năm trước, có hai nhân viên kinh doanh được hai nhà sản xuất dài ở Anh gửi tới châu Phi để tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội, đánh giá khả năng mở rộng kinh doanh. Sau khi nhận lệnh, hai nhân viên đều rất chăm chú khảo sát thị trường để báo cáo lại cho nó tốt. Cùng một đất nước, cùng một tình hình, nhưng cuối cùng lại có hai bản báo cáo khác nhau từ hai nhân viên này. Người nhân viên thứ nhất sau khi xem xét cho biết thị trường không có tiềm năng vì người dân ở đây chỉ đi chân đất, không ai mang giày cả. Nếu phát triển ở đây thì chỉ có thua lỗ. Người thứ hai sau khi xem xét cũng vội vàng chạy về báo cáo cho tổng công ty, báo rằng cần nhanh chóng phát triển kinh doanh tại đây. Nơi này rất lý tưởng để kinh doanh vì người dân ở đây chưa ai có giày để mang cả. Dù ý tưởng nghe không khả thi cho lắm nhưng công ty cuối cùng vẫn quyết định kinh doanh ở đây. Cuối cùng, công ty của anh nhân viên thứ nhất cho rằng không tiềm năng nên dẹp bỏ kế hoạch kinh doanh ở đây. Còn công ty của nhân viên thứ hai sau khi lập kế hoạch phát triển ở đây đã gặt hái rất nhiều thành công, trở thành người dẫn đầu trong thị phần giày dép ở đây. Qua câu chuyện này chúng ta có thể thấy cùng một sự kiện xảy ra nhưng chính sách nhìn nhận khác nhau, góc nhìn khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Người giàu có sau này sẽ là người không sợ khó khăn và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến tiêu cực của những kẻ bàn ra.